Rồi, Đại Phúc Vinh CNC chi nhánh Hà Nội gửi lời chào đến tất cả quý khách và anh chị và các bạn. Hôm nay ngày 10 tháng 12 năm 2022 thì như anh chị và các bạn đang thấy trên màn hình là đang có một sự tháo dỡ nho nhỏ một số các cái chi tiết ở showroom. Đó, thì xe cẩu của Đại Phúc Vinh vừa mới hạ tất cả các cái tấm pano biển hiệu của công ty để mà di chuyển. Thì di chuyển đi đâu ạ? Cái lý do là sau hơn 22 năm hoạt động, sau hơn 2 năm hoạt động, không phải 22 năm anh chị nhé, xin lỗi. Sau 2 năm hoạt động tại địa chỉ này với quy mô làm việc và phát triển rất là nhanh của chi nhánh đấy, và cái lượng máy móc mà chi nhánh có nó ngày càng nhiều lên, thì với cái diện tích sẵn có như vậy là không thỏa mãn được cái nhu cầu bày đặt và trưng bày tất cả những cái hệ thống máy móc cần thiết để giới thiệu tới anh chị và các bạn. Cho nên là công ty quyết định là di chuyển sang một cơ sở mới, to hơn, khang trang hơn, đẹp hơn, để mà có cái không gian trưng bày nó lớn hơn, đầy đủ hơn, để giới thiệu tới toàn thể anh chị và các bạn những cái mẫu máy tốt nhất phục vụ cho cái ngành gỗ của chúng ta. Đấy, thì theo cái xu hướng phát triển chung của thị trường cũng như là cái cách thức làm việc ngày càng hiện đại, thì cái việc đầu tư máy móc hiện đại cho các cái quy trình sản xuất của chúng ta nó ngày càng cần thiết. Do đó là cái việc giới thiệu và mang đến cái công nghệ, mang đến những cái máy móc tốt nó ngày càng quan trọng hơn. Thì hy vọng là khi mà sang cơ sở mới, chúng tôi sẽ có cơ hội được phục vụ các anh các chị trong một cái môi trường nó tốt đẹp hơn. Đấy, thì đây chỉ là một cái video clip thông báo sơ qua về cái việc di rời của showroom chi nhánh Hà Nội sang một địa điểm mới. Sẽ có một số các cái video clip khác mà chúng tôi sẽ giới thiệu về cái chi nhánh mới đang được hình thành, và trong một cái thời gian gần nhất, có nghĩa là trong tháng 12 của năm 2022 này thôi, là chúng tôi sẽ hoàn thành cái việc mà di rời và chuyển đổi sang cái vị trí mới. Thì hy vọng tới lúc đó là rất hân hạnh được đón tiếp tới tất cả các quý anh chị khách hàng tới và làm việc trong cái môi trường tốt đẹp hơn, đúng không ạ? Đấy, thì hy vọng là sang chỗ mới vẫn luôn luôn được sự ủng hộ của các anh chị trong như trong cái thời gian vừa qua. Đấy, thay mặt công ty và đặc biệt là chi nhánh Hà Nội, xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý khách hàng, quý anh chị đã luôn luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ công ty. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị tại các cái video clip sau. Tôi sẽ có những cái chia sẻ thêm về cái việc di rời chi nhánh như vậy. Xin chào, xin tạm biệt.